Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Lee Chang Jang đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng Việt Nam Hàn Quốc và kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Hàn Quốc. Tại kỳ họp trong lĩnh vực thương mại, hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả chương trình hành động, thống nhất tăng cường tạo thuận lợi hóa thương mại, mở cửa thị trường, tháo gỡ khó khăn cho hàng nông sản, thực phẩm của nhau, thúc đẩy hỗ trợ lẫn nhau tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, thiết lập khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng vệ thương mại, hợp tác chặt chẽ trong các khuôn khổ đa phương và hợp tác thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như hiệp định thương mại tự do ASEAN Hàn Quốc, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Trong lĩnh vực công nghiệp, hai bộ trưởng nhất trí giao cấp kỹ thuật hai bên sớm thảo luận, thống nhất kế hoạch hành động triển khai biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nguyên vật liệu và linh kiện trong trung và dài hạn thông qua các hoạt động vận hành Trung tâm Tư vấn Công nghệ và Giải pháp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao nhân lực ngành đóng tàu trong bối cảnh Hàn Quốc đang thiếu hụt lao động trong ngành này, tăng cường kết nối đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực dệt may, công nghiệp ô tô nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, tạo cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như toàn cầu. Các nội dung hợp tác phát triển điện lực, tài nguyên năng lượng và hợp tác lĩnh vực năng lượng tái tạo và an toàn năng lượng đã được hai bộ trưởng thảo luận và thống nhất. Tại kỳ họp này, hai bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA đối với việc mở rộng thương mại và đầu tư, góp phần hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, nhất trí về phương hướng triển khai các nội dung hợp tác trong các lĩnh vực như hải quan và xuất xứ hàng hóa, hợp tác kinh tế, các biện pháp phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật, thiết lập hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử, v.v. nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thực thi và tận dụng tối đa những lợi ích mà Hiệp định VKFTA mang lại.